Hoàng tử nhạc pop Aaron Carter qua đời ở tuổi 34, dòng chia sẻ cuối cùng gây chấn động. Theo Pesek, thi thể nam ca sĩ đình đám Aaron Carter được tìm thấy trong bồn tắm tại nhà riêng ở Lancaster, California vào sáng ngày 5 tháng 11 giờ Mỹ. Cảnh sát không phát hiện dấu hiệu của một vụ giết người, tuy nhiên vụ việc vẫn đang được điều tra thêm. Aaron Carter sinh năm 1987, là em trai của nam ca sĩ đình đám Nick Carter, Backstreet Boy. Những năm đầu thập niên 2000, nam ca sĩ được mệnh danh là hoàng tử nhạc pop, gây sốt với ngoại hình điển trai khó cưỡng cùng loạt bản hit I Want Candy, I'm All About You. Tuy nhiên, tên tuổi của Aaron Carter tụt dốc sau những bê bối sai xỉn và nhất là nghiện ma túy. Hói nghiện ngập đã khiến Aaron Carter phá sản, tiêu tụy, mắc các bệnh về tâm lý như rối loạn đa nhân cách, tâm thần phân liệt. Anh nhiều lần phải đi cai nghiện và bị anh trai Nick Carter xin lệnh cấm đến gần gia đình. Đặc biệt, thông điệp trong bài đăng cuối cùng của nam ca sĩ đã khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng và bàng hoàng. Một ngày trước khi qua đời, Aaron Carter đăng tải trích đoạn video ca nhạc mới của anh và nam rapper Mike Garcia. Aaron Carter cởi trần và rap: "Tôi nói với người tôi yêu rằng tôi sẽ ra đi, nhưng không lâu đâu." Hiện tại, khán giả trên toàn thế giới đang vô cùng thương tiếc trước cái chết của hoàng tử nhạc pop một thời.